mát lo mát random nhân 1000 cộng 1 này nhá. Xem nó bằng gì này. Đây là 135 đúng không? Đúng không anh em? Nó sẽ ra những cái số ngẫu nhiên đúng không? Đúng nhá. Bây giờ chúng ta sẽ làm như này. Việc thứ nhất đó là tạo ra một mảng có 1000 phần tử là các số random ngẫu nhiên. Làm được cái này không? Vì sao không? Hả? Làm một vòng for chạy từ 0 đến nhỏ hơn 1000. Mỗi một cái mình sẽ có thêm một cái mảng ARR ở vị trí thứ y nữa. Cái thứ y là cái va y bằng 0 đấy. Đúng không? Bằng với random. Xong chưa? Chẳng có gì khó cả. Cái này phải để các bạn tự làm nha. Cái thứ hai là tiến hành hiển thị các phần tử trong mạng này nếu nó là bội số. Hiển thị các phần tử trong mạng nếu phần tử đó là bội số của 3 và 4. Bội số là cùng chế cho 3 và 4 ấy. Đấy, các bạn làm đi.
Không nhỉ? Thì dễ mà, có gì đâu. Thank you.
Xong chưa? Số ra đường đúng không?
có thể một cái biến là biến cái biến ADR đấy là cái biến mạng của mình. Đúng rồi. Đúng rồi. Đấy là cái cách cái dở của thằng JavaScript. Tức là mình nhận làm gì đó. Kiểu như là nếu nó không đặt về cái số không chính xác thì sẽ không thể tìm được. Đây nhá, các bạn để ý này. Vấn đề của bạn là có phải là như này không? For. Mình có một cái var ARR bằng mặt rỗng này. For i bằng 0, i nhỏ hơn 1000 đúng không?
xong mình có ARR ở vị trí chữ Y, nó bằng với random như này đúng không? Kết thúc cái console.log ra cái ARR này đúng không? Sẽ ra duy nhất một số thôi, phần sau này ra số khác, tất cả phần tử đều như này đúng không? Bởi vì lý do nó như này, mình demo thử xem có bạn nào hiểu không nhé. Và A bằng 5, được chưa? Sau đó và B bằng A, A bằng 8, console log B bây giờ bằng mấy? Vì sao bằng 8? 5 hay 8? Tại sao lại bằng 8? Tại sao lại bằng 8? Thấy không? Nghĩ kỹ đi nào. Bằng mấy? 5. Gì vậy? Ủa? Nhưng mà có gì đó sai sai. Không, B bằng A, A bằng 8. Từ đã. Đấy, có gì đó sai sai. Làm sao mà swap dễ được như vậy? Sao lại B bằng 5 nhỉ? A và B. Để tôi nhớ lại đã. Bởi vì tôi nhớ là trong JavaScript thì các cái phép gán này này nó sẽ bằng tham trị chứ không phải bằng tham bằng giá trị nữa. Bằng 5 à? Cái này có phần nó sai. À đây. Cái này không phải sai mà là viết nha, bản chất là viết như thế này là sai. Vì sao? Lúc đầu nhá, random bằng một số đúng không? Sau thực hiện một vòng for xong, nhưng mà trong cái vòng for, bản thân trong cái vòng for này, cái biến random có thay đổi không? Có. Thay đổi kiểu gì vậy? Không. Ông có thực thi lại cái này lần nào đâu mà nó thay đổi được. Đúng không? Chẳng thực hiện nó thêm lần nào để mà thay đổi cả. Cho nên sao? 1000 lần thì nó gắn đúng vào một cái giá trị. Ví dụ cho lúc đầu nó random ra là bằng 1. Thì sao? Thì 1000 lần nó có bao giờ thay đổi giá trị 1 đâu. Cho nên gán nó bằng 1000 phần tử nằm trong cái mảng ARR này bằng giá trị 1. Mà chúng ta vậy, chúng ta giải quyết bằng cách là copy cái này, vứt xuống dưới, bỏ cái này đi, đúng chưa? Nó phải thực thi lại cái câu lệnh này thì nó mới chạy được. Không, giờ sao nữa? Làm sao để tìm được một số chia hết cho 3 4? Y. ARR ở vị trí thứ Y. Sao nữa? Phần trăm cho 3 bằng 0 gì? Và ARR ở vị trí thứ Y phần trăm cho 4 bằng 0 thì console document write đi. Document write. Document write. Đây là số ARR ở vị trí thứ Y
chia hết cho cả ba vùng. Sau đó mình sẽ có một cái biến va cao. Bằng 0. Nếu mà chia hết cho 3 và 4 thì mình lấy cao cộng cộng. Và sau đó mình sẽ tiến hành là con document write là có đô la đóng mở ngoặc cao số chia hết cho 3 và 4 trong mảng. Đó, chạy. Úi giời ơi, cái này không số dòng à? Đúng chưa? Nghìn số nhưng mà chỉ có 74 số chia hết cho sinh ra được là chia hết cho 3 và 4. Không nhiều. Đúng không? Đấy, đây là bài giải của chúng ta. Tại sao lại phải là ngoài? Tạo ra một mảng chứa nghìn lần tử là các số lên chưa? Đã của sai đúng. Đúng không? Không cần dùng mạng được. Và là tôi thích thôi, đưa muốn các bạn nhét vào đây để làm quen với cái mạng thôi. Đúng không? Rồi. Chưa học vòng lặp quay nhỉ? Chưa đi, ok. Giờ chúng ta sẽ sang vòng lặp, loại vòng lặp tiếp theo là vòng lặp while và vòng lặp do while. Với vòng lặp, trong lập trình của chúng ta chia ra làm hai loại. Một loại là vòng lặp biết trước số lần lặp. Thấy chưa? Vòng lặp biết trước số lần lặp. Đây các bạn nhìn thấy đây là vòng lặp chạy bao lần? Nghìn lần. Nó là vòng lặp for trừ, for lùi. Thì là chạy từ số lớn nhất đến số nhỏ nhất, cũng biết cũng là biết trước rồi đúng không? Thì cái vòng lặp này là vòng lặp for. Chúng ta còn một loại vòng lặp nữa là vòng lặp không biết trước số lần lặp. Đó là có, chúng ta có hai loại, một loại là while điều kiện đóng mở ngoặc compose cho bài, một loại còn lại là do mở ngoặc đóng mở while điều kiện cho bài. Đây là hai vòng lặp tiếp theo của chúng ta. Câu lệnh ở cái đoạn kêu why và do why chúng ta dịch như sau này. Nếu thỏa mãn điều kiện này, cái này giống ít thôi. Nếu thỏa mãn điều, còn thỏa mãn cái điều kiện ở trong này, thì cái lệnh ở trong này sẽ được chọn hết một vòng, kiểm tra lại một lần nữa. Nếu thỏa mãn điều kiện, lại chạy vòng thứ hai, rồi lại kiểm tra điều kiện nữa. Được chưa? Và cái loại vòng lặp này có thể, nếu mà các bạn bị ngu với nó, thì có thể nó chạy vô hạn. Ví dụ chúng ta điều kiện là while true,
quay chu phát là chạy từ đến bao giờ hết RAM của máy thôi, hoặc là cái trình duyệt các bạn treo thôi. Thật, đấy là cái chuyện mình ngu, cái chuyện bình thường. Ai rồi sẽ thử ngu, nó không sao ạ. Đấy chứ nhỉ? Loại thứ hai là ngay khi vào nó đã chạy một loại một vòng rồi, à, chạy một vòng rồi, chạy một vòng. Sau đó kiểm tra điều kiện, nếu thỏa mãn điều kiện lại tiếp tục chạy vòng thứ hai. Rồi chạy xong vòng thứ hai lại kiểm tra điều kiện, rồi chạy vòng thứ ba. Thế có thể có giống nhau không? Giống nhau? Giống cái gì? Giống ở đâu vậy? Giống ở đâu? À, giống chữ ngoài à? Cái dư chữ ngu đấy. Khác đây nha, là cái gì? Hai cái khác nhau lắm. Thế còn cái loại vòng lặp ngoài điều kiện này, các bạn để xem khi mà mới vào nó check ngay điều kiện, hiểu chưa? Nó ngay lập tức nó check điều kiện, sau đó nếu thỏa mãn điều kiện nó mới chạy. Còn cái loại này sao? Ngay khi vào nó ít nhất nó chạy được một vòng, sau đó nó mới kiểm tra điều kiện, hiểu chưa? Dạ, em đang đi dạy bên kia, tí nữa em về. Vâng, vâng, tí nữa em về Poly nha. Anh đang ngồi bên đấy à? Ờ, bạn đái, anh em phê khế vậy. Được chứ nhỉ? Rồi, ở đây lớp mình máy bạn nào khỏe nhất nhỉ? Máy tiền ạ. Tiền đâu? Chạy thử cho tôi vòng lặp như này xem. Xem là đến bao giờ trình duyệt sẽ bị crash. Rồi, Dương chạy cho tôi đoạn cốt này nào. Phải chiếm đâu thì mày ngồi ở đây ra mình học được 30 giây. Từ thứ 3 tôi bắt đầu chạy thì để tôi để bấm dây nhá, xem là chạy được bao lâu. Bây giờ biết mày ai nhất thì đúng thi cái này. Dừng cái này. Sao nói đi. Giờ thì cứ bấm tờ. Các bạn khác có được thì không phải. Nếu muốn thử, hãy lấy được cái gì đâu. Thôi, cứ bây giờ lấy được mày quá. Chả đi luôn. Nhưng ra, không mấy mày nữa. Tay đọc, hỏng cái động tác. Chào mẹ luôn. Chào luôn à? Đi luôn à? Chào luôn. Chưa được 5 giây. Chưa được 5 giây. Đơn luôn. Okay. Treo này. Nó tắt được không được? Tất nhiên là tắt được. Bởi vì nó chỉ treo không được thôi. Tắt được rồi, yeah. Đùa. Lúc nào rồi mà để xảy ra cái tình huống là nó chạy vào hoặc không hạn này thì mình nguy hiểm. Sao máy thằng nào chịu được khoảng 10 giây không? Em tiến vào cái điện thoại. Không chịu được đâu. Bởi vì câu lệnh của chúng ta thực hiện nó chạy cực kỳ nhanh. Ví dụ trong một giây ấy, nó có thể thực hiện được khoảng vài nghìn câu lệnh là chuyện bình thường. Đấy. Nên là đừng thằng nào nghịch ngu mà về nhà hoặc là đi sau này đi làm với khách hàng bê cái này vào nhé. Mai là quảng nét rồi, cho nó quảng nét. Xong rồi về nhà bố mẹ không nhận ra đâu. Chào anh chủ. Thật đấy, tôi nói thật đấy. Chào anh chủ. Bởi vì ở ngoài hàng nét của các bạn ấy là tất cả các máy chạy trên ổ cứng của máy chủ và RAM của máy chủ. Chả đấy, có thật, đấy là có nghĩa là các bạn đang chơi trên cái tài nguyên của máy chủ.
Chứ còn thực ra cái máy của các bạn ấy, cái máy của các bạn ngồi ấy, nó chẳng có cái gì cả. Có mỗi cái màn hình thôi. Thật. Thật đấy. Cho nên là đừng có nghịch ngu về nó đánh cho thì bố mẹ không nhận ra đâu. Biết không? Sao biết? Biết được ngày nào chết nhau. Chẳng có gì không biết cả. Tiếp tục này. Tiếp tục nha. Bây giờ các bạn thử tìm cho tôi. Đấy vẫn là cái random lúc nãy nhá. Vẫn là cái bài toán random lúc nãy. Đây là bài số 7 này. Bài số 7 này. Tìm 1000 số, thôi 100 số random chia hết cho 3 và 4, 3 và 6, 3 và 7 đi. Tìm 1000 số random chia hết cho 3 và 7. À, 100 số. 100. Ờ. Thế xong được cái này đã. Rồi tôi sẽ có bài khó hơn. À, tìm ra 100 số rồi không bị trùng nhau.
Không nhớ. Cái nắm cái gì vậy? Được. Làm một vòng lặp. Cứ biết vòng lặp trước đã, chạy rồi không biết là treo máy không tính sau. Chắc đi. Đây nha. Đây này. Mình cứ có cái biến cao bằng 0. Gợi ý rồi ấy. Có hiểu không? Và ARR bằng mảng rỗng. Đến đây có làm được không? Hiểu chưa? Làm đi. Còn chờ đợi gì nữa, làm đi. Làm xong chưa? Biết xong cái hai cái dòng này à? Mày làm cho xong đi. Không phải ngồi đấy cứ nhe răng nhe lợi đâu. Xong chưa? Dương đã. Xong chưa? Tại sao cứ để người khác phải giáo nhiều thế? Bài này có gì khó đâu. Why? Why? Cao. Hoặc là ARR lang đi.
ARR.len nó còn nhỏ hơn 1000 à 100. Yeah, à, nhỏ hơn hoặc bằng 100 thì thực hiện tiếp cái vòng lặp là có gì? Mark à, va random bằng mark floor. Bằng mark floor 1000. Sau đó là if random chia hết cho 3 và random chia hết cho 7 thì tiến hành sao? ARR ở vị trí thứ cao bằng random. Yeah, và tiến hành cao cộng lên. Có cái gì đâu. Sau đó thì console log ra cái ARR là xong gì. Xảy ra tận 101 cái tả. Ở 100. Đúng chưa? Đây, có thế thôi. Hết phim. Ôi, chứng tỏ về nhà chẳng luyện tập gì. Không được. Xong chưa? Bây giờ tiếp tục này. Bài này khó hơn. Bài 8. Cũng tìm 100 số random chia hết cho 3 và 7 nhưng mà không trùng nhau. Vẫn là bài trên nhưng mà chẳng qua là không trùng nhau.
Có biết code như bình thường. Ra cái gì? Báo lỗi dòng bao nhiêu? Con số log chưa? Hả? Ừ thì đúng rồi. Đây của tôi chỉ ra array 100 này. Trời ơi, cái gì thế này? Xong lại đặt tên cho nó vô nghĩa như này hả? Xong lại C cộng cộng đấy nhá. Ông có nhìn thấy tôi gắn cái array bằng C xong rồi C với cộng cộng không? Xong rồi chấm phẩy đâu? Chạy lên nào. Viết tên biến nó có ý nghĩa vào để lần sau tôi nhìn thấy mấy thằng mà đặt tên Y với C tôi đập cho đấy. Không nói đùa đâu. Lười lười nó vừa phải thôi. Nào. Bây giờ đang làm nào, cả lớp quay về đây. Cái phần này là để mình tìm ra cái số để giúp mình kiểm tra xem là cái biến random này, cái biến random này, cái giá trị random này nó có thể giúp mình chia hết cho 3 và chia hết cho 7 hay không. Được chưa? Nếu ở đây mình tính là nếu mà chia hết thì mình sẽ có gán cho nó bằng cái phần tử mới ở trong, nằm trong cái mạng ARR. Đúng chưa? Phần tử thứ bao nhiêu phụ thuộc vào cái cao. Thế nếu mà bây giờ chúng ta tiến hành là tìm những cái số nằm trong cái mảng cao nhưng mà lại không có số nào trùng nhau thì làm như nào? Nghĩ thử nào. Làm như nào? Làm kiểu gì? Cái gì? Cái gì mà chia cho nó bằng 1? Cũng hợp lý. Nhưng làm sao để biết được các phần tử cũ của cái mảng này nó có
trùng không? Quan trọng là phải check được các phần tử đằng trước ở trong cái mảng ARR này. Làm nào? Cái này tôi đã từng làm rồi. Này, gợi ý này. Đây nha. Chúng ta có một cái biến là biến flag và flag là một cái cờ. Cái cờ này nó sẽ bằng false. Cái cờ nó bằng false. Tức là hiện tại chúng ta chưa check cho nên là sẽ không có biến trùng. Không có trùng thì bằng false. Sau đó ở dưới này chúng ta sẽ có if flag bằng true thì thực hiện cái ARR cao random và cao cộng cộng. Đến đây có làm được không? Kiểm tra tất cả các phần tử trong mạng ARR. Nếu phần tử đang được set có giá trị bằng random thì sao? Thì flag bằng true và break khỏi vòng lặp. Viết đến đây rồi không làm được thôi chịu. Nhìn xem có làm được không? Làm đi, được thì làm đi. Thank you.
Xong chưa? Xong chưa? Mấy cái bài này dễ mà. Xong chưa thằng kia? Được. Xong chưa? Động não đi. Có mấy cái dòng code thôi.
Không nhờ. Lâu quá, đây. Chữa nha. Các bạn ơi, những cái bài như thế này này, tối đa chúng ta chỉ làm trong 10 phút thôi. Thật đấy. Những cái bài như này tối đa maximum là làm trong 10 phút chứ không có quá nhiều thời gian để chúng ta làm đâu, sau này chúng ta còn đi phỏng vấn các thứ kiểu nữa. Rồi làm bài trên lớp không có đủ thời gian cho chúng ta ngồi ngâm nửa tiếng hay là 30 phút thì 3-40 phút, không có chuyện đấy đâu. Chỉ được phép làm trong 10 phút và sau này khi mà các bạn đã làm quen rồi lúc đấy chỉ có 5 phút và thậm chí là 30 giây cũng phải làm xong rồi. Bởi vì nghĩ ra thì lâu nhưng mà làm cốt cực kỳ nhanh. Chúng ta có một cái biến là biến flag này để giúp chúng ta kiểm tra cái phần tử nó có không. Thì chúng ta tiếp theo chúng ta tiến hành sử dụng vòng for. For. For và y bằng 0, y nhỏ hơn arr.len. Y. Hả? Chẳng sao cả. Ai cấm? Hai for lồng nhau còn được cơ mà. Thì for trong while thì có vấn đề gì lạ? If arr ở vị trí thứ y bằng với random. Nếu mà arr ở vị trí thứ y bằng với random thì tiến hành gì? Flag bằng true. Sau đó break khỏi vòng lặp. Tức là đã bị trùng rồi, chúng ta không cần phải chạy tiếp làm gì nữa cả. Phí thời gian. Xong chưa? Và if flag bằng true thì chúng ta sẽ có cao bằng random. Xong. Chạy thử. Thôi tèo rồi. Không đủ 100 số rồi. Chạy vô hạn. Không tắt được, à tắt được rồi. Mình ngu vậy. À, sửa. Không lấy 100 số, nó lấy 10 số thôi. Được, có gì đó sai. Vòng lặp nếu random chia cho 3 bằng 0, random chia cho 7. Thì đến lúc đấy chúng ta mới cao. Đấy, đây là thay đổi giá trị, đây phép gán. Gán lại giá trị cho flag bằng true. Rồi, còn ở dưới này nếu mà flag ở ha. Ờ đúng rồi, flag bằng false. Đúng rồi, flag bằng false. Rồi, xong rồi đấy. 10 số. Thử để 100 số mới được không? Không được. Không được luôn, không tắt được luôn. Hết RAM bây giờ. Có thể 10 số nhá. Đây, 10 số rồi. Đấy cho nên là làm lập trình cũng nguy hiểm phết đấy chứ. Đùa đâu. Đó. Lập trình ngu một tí thôi là đi ăn cám rồi. Thậm chí là có những cái máy cùi, ví dụ như ở bên Linux ấy, nó giải phóng bộ nhớ rất tốt. Thì các bạn bấm phát nó tắt gần như là tắt ngay lúc nãy của tôi ấy. Còn ví dụ như của máy ở bên Windows các bạn ấy, thì cái việc giải phóng bộ nhớ cũng như là tắt một cái service nó khá là chậm. Nên nhiều khi cũng tắt được phải tự động khởi động lại máy. Đây là cái đáp án.
Cái này nếu mà ra số điểm thì từ bây giờ đến nếu mà học thêm mới thì trong thời gian học họ có một bài tập thì học thêm mới vào sẽ mới không. Bao giờ luyện xong thì mới được chuyển sang phần mới, chứ không nhồi quá nhiều kiến thức vào đầu một lúc thì chết. Yên tâm, tôi cũng chỉ luyện cho chúng ta hết buổi hôm nay về cái phần này thôi, buổi sau sẽ sang cái bài mới. Chứ sức đâu mà ngồi mà luyện cho công những cái bài như này. Cái này là tư duy logic, luyện rồi chúng ta được bao nhiêu thì được. Còn không thì tự mình sẽ phải phát triển. Chứ không ai có đủ thời gian để ngồi luyện cho chúng ta như này. Đấy khác thì luyện thi đại học rồi. Nếu mà tôi mà tập trung và tôi luyện cho các bạn những cái thứ như này này thì thằng giỏi nó càng ngày càng giỏi, còn những cái thằng dốt càng ngày càng ngu đó. Cho nên là sẽ không tập trung vào luyện quá nhiều mà để chúng ta tự trưởng thành thông qua các cái kinh nghiệm sau này chúng ta đi làm hoặc là sau này chúng ta làm những cái học những cái phần sau. Nhưng mà tất nhiên những cái thằng ngu ấy, đã để cho thời gian để phát triển rồi mà vẫn còn ngu ấy, thì mãi mãi không giờ lên được. Để tìm cách để phát triển nó lên, tìm những cái khóa học online trên mạng, xem những bài tập của nó như nào, mình luyện. Chứ còn cứ chờ đợi những người khác cho mình cơ hội, cho mình bài tập thì các bạn không khá được. Được chưa? Được, xem. ARR cao không, ARR len đang được sáng chữ 3, chữ 7 3, 4, 3, 4, 1, 0, y nhóm 3, là 3 1, y nhóm 0, 0 A, L, C bằng đang được sáng 3, bằng 4 tâm chạy, này chạy quá đi. Chào mừng không, chẳng có liên quan gì đến điều ba phòng rồi bây giờ có nào tôi chỉ là chỗ sai đấy. Phép so sánh là như nào, phép so sánh bằng là như nào. Được chưa? Hả? Thank you.
chưa nhỉ? Để coi nào, tôi giao cho vài bài tập nữa về một luyện. Như vậy. Đây là bài 8 xong rồi nhá. Bài 9. Chưa nghĩ ra đề cơ. Cho một mạng có 100 phần tử. Bằng random. Cho một mảng có 100 phần tử random này. Tìm các cặp số, các cặp, các bộ ba số, bộ ba số, ba phần tử có độ dài hình thành tam giác và hiển thị chu vi. Rồi đấy, đây là bài về nhà. Sao mày nhìn ngay ngấy vậy? Alo. Gì đó? Có à? Khoảng 4 giây 5 giờ mày gửi cho con. Có ghẹ ghét thì mang lên cho con. Có ghẹ ghét thì mang lên cho con. Các bộ 3 phần tử